Nếu mới nào mà tham gia BTC trong vòng 3 năm qua, từ năm 2020 đến năm 2023 bây giờ đó thì có thể nhiều bạn nghĩ là BTC là một đồng mà đầu tư nó đơn giản nhất nó không có drama như những cái đồng kia thật ra cũng không hẳn đâu các bạn nếu nào mà theo dõi BTC từ năm 2016 cho đến năm 2019 chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều drama đã xảy ra trên mạng lưới của BTC và một lần nữa thường lại thấy là drama là dậy sóng nữa các bạn các bạn chắc cũng đã thấy là BTC là mạng lưới blockchain đầu tiên và hầu như BTC rất ít có cập nhật các bạn lần cuối cùng chúng ta có một cái cập nhật đó chính là cập nhật đó chính là tháng 11 của năm 2021 và sau đó chúng ta hầu như đã không nghe nói tới cập nhật nào lớn kế tiếp của BTC Có rất là nhiều người nghĩ BTC như vậy là đủ rồi, đây là một mạng lưới mà nó cần phải giữ cái độ đơn giản Một mạng lưới mà chủ yếu dùng cho những cái giao dịch lớn như là một vàng điện tử, một tài sản lưu trữ giá trị nhưng mà sau khi các bạn upload một ngàn hình con ếch lên mạng lưới thì mọi thứ đã thay đổi rồi Nhưng mà không ai cũng nghĩ vậy Để thường chia sẻ một chút xíu về lịch sử của BTC để các bạn có thể hình dung được những gì có thể xảy ra trong thời gian tới đây Thuận muốn dẫn các bạn trở lại năm 2016 và năm 2017 Thời điểm đó đó thì mọi người đã biết là BTC cần phải được cải tiến để có thể giải quyết giao dịch nhanh hơn và hiệu quả hơn Nhưng mà phải cập nhật như thế nào đó chính là cái vấn đề cốt lõi dẫn đến cái uh, cuộc chiến gọi là Block Size War. Đây là một trong những cuộc nội chiến rất lớn của BTC. Đây là cái cuộc chiến liên quan đến dung lượng block. Thì có hai trường phái lớn, thật ra có rất nhiều trường phái nhỏ thì đến đó. Nhưng mà cuối cùng uh, chúng ta chỉ có hai trường phái lớn mà thôi. Ở trường phái đầu tiên, nghĩ là chúng ta cần phải có cập nhật gọi là Segwit Segwit thì thường chỉ sẽ th thích đơn giản mà thôi tại vì không phải là một người mà chuyên về công nghệ hiểu đơn giản đó là khi xưa mỗi lần mà các bạn lưu trữ tài liệu cho một blog đó thì mỗi cái giao dịch sẽ có một cái chữ ký nằm ngay đó khi mà có xác vịt rồi đó thì chữ ký sẽ được tách rời ra tất cả chữ ký sẽ nằm một chỗ và phần còn lại là sẽ lưu trữ tài liệu đương mà đến giao dịch thì khi mà có xác vịt rồi thì tuy là mạng lưới BTC sẽ không có nhanh lên như lập tức nhưng mà khi mà có xác vịt rồi đó thì đó là cái nền tảng để có thêm một cái mạng lưới tầng hai có tên là Lightning Network mà nhiều bạn cũng đã nghe nói tới nhiều bây giờ mạng lưới mà được sử dụng uh, bởi Strike mạng lưới mà được sử dụng uh, bởi Twitter uh, và được sử dụng bởi El Salvador và những người mà ủng hộ Sackwith nghĩ đây mới thật sự là giải pháp dài hạn chúng ta cần phải có mạng lưới tầng 2 mạng lưới của btc cần phải được đơn giản như là à, thời điểm bây giờ chúng ta cần phải à, có một cái sự an toàn trên mạng lưới và càng đơn giản thì càng an toàn khi mà chúng ta có cái block size lớn quá như là dung lượng một block lớn quá đó, thì đương nhiên chứa được nhiều dịch hơn nhưng mà cũng sẽ làm cho dung lượng sổ cái lớn hơn và nếu như lượng sổ cái mà lớn như vậy đó sẽ dẫn đến là càng ngày những người mà lưu trữ sổ cái đó sẽ trở thành những cái công ty những cái nơi mà tập trung hơn mức đi sự việc trung của BTC đó là cái lòng tin của những người mộng hộ Segwit còn cái bên còn lại đó thì đơn giản hơn họ nói là chỉ cần tăng dung lượng một lóc lên chứa được nhiều dịch hơn thì mỗi lóc sẽ có nhiều giao dịch thì BTC sẽ có cái tốc độ xử lý nhanh hơn đó là cái căn bản của hai bên và sau đó đã có một số người đại diện của cả hai trường phái này, một số người nổi tiếng đã âm thầm gặp nhau ở một cuộc họp ở tiểu bang New York và cuối cùng đã có một cái hiệp nghị gọi là New York Agreement. Hai bên bắt tay với nhau và hiệp nghị này đã nói là trước hết chúng ta sẽ có cập nhật Segwit để update BTC rồi sau đó sẽ có một cái gọi là Segwit 2X. Segwit 2X này đó là sẽ tăng dung lượng lock lên thì sau đó hai bên đều vui vẻ. Mọi người bắt tay nhau rồi cùng nhau party các bạn nhưng mà khi mà thông tin này được rò rỉ ra ngoài đó mọi người biết đến cái thỏa thuận New York Agreement này thì có rất nhiều cộng đồng đã phản ứng tiêu cực đơn giản đó là họ nói là ai cho phép những người này à, tự ra quyết định BDC là mạng lưới phi tập trung chúng ta có sự phi tập trung về thời đạo chúng ta có sự phi tập trung về những cái người lập trình chúng ta có sự phi tập trung về những người mà lưu trữ máy nô thì chúng ta làm gì cũng được ai cho phép một nhóm người cùng nhau Bàn luận và bắt tay Tương lai BTC như thế nào Và các bạn được là cuộc nội chiến lại nổi lên Và tới cuối cùng cả hai bên Cũng đã không có được thỏa thuận Các bạn thấy được là cuối cùng chúng ta đã có một sự kiện gì xảy ra Đó chính là sự kiện hard fork của Bitcoin năm 2017 Dẫn đến là chủ Bitcoin Bị tách ra đầm đôi Một bên là tiếp tục ủng hộ SACWIT Và SACWIT cuối cùng cũng đã được update trên mạng lưới của BTC Còn bên kia à, nói là Phải có block size lớn hơn Và cuối cùng là có block size lớn hơn Và đó là đồng chúng ta biết bây giờ có tên là Bitcoin Cash, tại vì Bitcoin Cash là một trong những đồng mà được ủng hộ bởi một số lượng người nổi tiếng. Chúng ta có lúc đó là ta có Roger Ver chúng ta cũng có Chi Han Wu của Bitmain công ty mà sản xuất những cái máy đào đó. Thì hầu như lúc đó đó người đứng đầu của Bitcoin Cash đó chính là Chi Han Wu và Roger Ver. Còn cái người mà ủng hộ Seth chúng ta có những người nổi tiếng lúc đó như là Jimmy Song và chúng ta có Matt Kaiser và nhiều người nữa thường chỉ nói đơn giản để các bạn thấy được là những người nào nổi tiếng ủng hộ cái phía bên nào mà thôi. À, nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy là cộng đồng đã hoàn toàn không ủng hộ Bitcoin Cash. Mọi người chuyển qua ủng hộ BTC cho nên cái mạng lưới Bitcoin mà có xét bây giờ đó là đã lưu trữ cái ticker là BTC và phần lớn những cái thợ đào, phần lớn hệ sinh thái đó đều nằm ở trên BTC còn lại Bitcoin Cash đã trở thành một cái altcoin như là các bạn đã biết hiện bây giờ Nhưng mà ngay sau đó đó chúng ta đã thấy được là năm thường nhớ năm 2019 Lại có một sự kiện nữa xảy ra Đó chính là Bitcoin Cash ở cộng đồng lại có nội chiến nữa Các bạn thực được là Bitcoin Cash đã là một cộng đồng Mà nói là mình mới chính là Bitcoin thật sự Và sẽ có thể lấy được vị trí thứ nhất Và sẽ là Bitcoin chính thống Nhưng mà chỉ đáng tiếc là sau đó chúng ta lại có thêm một cuộc nội chiến xảy ra ở trong cộng đồng của Bitcoin Cash dẫn đến cái sự tách rời giữa Bitcoin Cash và Bitcoin SV và lúc đó đó chúng ta thấy được là chúng ta đã có cái số lượng người ủng hộ một cái chuỗi mới là Bitcoin SV đó chính là hai người các bạn nhìn trên màn hình đó, ở bên tay trái đó chính là Calvin Air và người chính giữa này đó chính là Craig Wright và hai người này đã cùng nhau đấu với lại Roger Ver và chị Hành Vu và cuối cùng các bạn thấy được là cộng đồng là bị tách đôi làm hai nhưng mà BTC thì vẫn là cộng đồng chính thức hiện bây giờ mọi người vẫn ở lại bộ ủng hộ BTC đó là cái drama đã xảy ra năm 2017, 18, 19 các bạn nhưng mà ngay sau đó đó thì chúng ta thấy được là BTC đã có Segwit rồi sau đó chúng ta đã có mạng lưới của Lane Network từ hầu như năm 2017 luôn nhưng mà điều mà thuận nếu như mà nhìn lại đó cảm thấy um, có thể là Thuận sẽ không bao giờ đoán được là mãi tới bây giờ mạng lưới Lay Network vẫn không phải là mạng lưới mà được sử dụng nhiều. Chúng ta sau khi mà thấy có cái sự tắc nghẽn của BTC ngày hôm qua đó thì Binance mới lên tiếng nói là sẽ ủng hộ mạng lưới Lay Network và tôi nghĩ là đây là xu hướng của nhiều những cái sàn giao dịch sẽ ủng hộ mạng lưới này hơn. Chúng ta biết được là có một số những cái ví như là bạn thân Thuận thì cũng lâu lâu xài Lay Network các bạn không phải là xài nhiều ngay cái Thuận cũng không có xài mạng lưới Lay Network nhiều nữa tại vì sao các bạn tại vì thường gặp thấy là nhiều khi làm biến với các bạn giống như là thuận gửi một số lượng BTC thì cái phí đối với thuận bình thường giống như là vài đô la thì thuận cảm thấy là nó cũng không có phải là nhiều so với lại cái số lượng BTC mà thuận gửi. À, cho nên thường cảm thấy là cũng không quan tâm nhiều Nếu như mà dùng Line Network thường phải là chuyển BTC của mình lên một cái ví mà hỗ trợ Line Network Giống như, như ví Strike đó, à, Rồi sau đó thường mới gửi cho mọi người Có cái địa chỉ ví mà hỗ trợ Line Network rồi mới đổi thành BTC được các bạn Thành ra nó rất là phiền phức đối với lại nhiều người à, Tại vì không có nhiều nơi hỗ trợ trực tiếp Nhưng mà nếu như mà sau này có nhiều nơi hỗ trợ trực tiếp Thì tôi nghĩ là cái sự chấp nhận của mạng lưới này nó sẽ càng ngày càng nhiều hơn Và các bạn đã biết là Salvador Salvador à, chỉ sử dụng Line Network mà thôi tại vì đương nhiên không ai muốn trả nhiều cái phí như vậy khi mà sử dụng BDC hàng ngày thì đó là một cái sự kiện có thể là tích cực xảy ra sau khi mà có cái tình hình uh, của NFT và meme coin xuất hiện ở trên BTC và mạng lưới Lightning Network là mạng lưới tầng hai có nghĩa là khi mà các bạn giao dịch trên đó thì nó không ảnh hưởng trực tiếp đối với là mạng lưới của BTC khi nào các bạn đóng kênh đóng channel lại đó thì những giao dịch đó được sử dụng cùng một lúc cho nên uh, nó không có làm tắc nghẽn mạng, mạng lưới BTC mỗi lần mà các bạn thấy được là có một giao dịch được xử lý trên mạng lưới chính thức đó thì đó là giao dịch tổng hợp của nhiều giao dịch còn lại nhưng mà ngoài trừ chúng ta có Lightning Network đó sau khi có split thì chúng ta lại có thêm một cập nhật kế tiếp nữa, có tên là Taproot các bạn. Taproot là một cập nhật chúng ta đã có vào cuối năm 2021 và khi mà có Taproot ấy, chúng ta có một cái công nghệ gọi là Schnorr Signature. Schnorr Signature này là một trong những cái cách mà khiến cho mạng lưới của BTC có thể À, hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng mà khi mà có Taproot, khi mà có Snow signature rồi đó thì chúng ta lại bắt đầu thấy có một cánh cửa mới được thử nghiệm bởi một số người. Cho nên mãi cho tới bây giờ chúng ta mới thấy là bắt đầu có thử nghiệm liên quan đến NFT ở trên mạng lưới của BTC và đương nhiên bây giờ chúng ta có BSC 20, chúng ta bắt đầu có những giao thức như là Oino trên mạng lưới của BTC thì trước khi mà có Taproot á, điều đó không thể xảy ra được. Sau khi có Taproot rồi chúng ta mới bắt đầu có những cái phong trào này. Cho nên nhiều bạn hỏi ra tại sao mà xưa giờ chúng ta không thấy uh, token bc 20 trên mạng lưới của BTC uh, nổi bây giờ mới uh, nghe nói tới Tại vì chúng ta chỉ mới có mà thôi Mà thật ra đây chỉ là một cái giao thức thử nghiệm thôi các bạn Đối với lại uh, BTC đó thì nó khác với Ethereum và những mạng lưới layer 1 khác Tại vì uh, BTC không có smart contract Thì đây là một trong uh, những cái... Uh, giao thức mà cho các bạn để tài liệu trực tiếp vào trong một Satoshi chứ nó không có sử dụng smart contract giống như là Ethereum cho nên nó khác một chút. Thì ngoại trừ việc điều này có thể thúc đẩy sử dụng Lightning Network thì những gì có thể xảy ra nữa các bạn. Tôi nghĩ là cộng đồng của BTC sẽ bắt đầu nói tới việc là cập nhật mạng lưới btc làm sao để có thể tiếp tục hỗ trợ những cái nhu cầu mới cho mạng lưới btc mà không dẫn đến sự tắc nghẽn như chúng ta thấy trong vòng hai ngày qua thì tôi nghĩ là lại một lần nữa một trong những giải pháp mà đối với thuận là đơn giản nhất đối với cộng đồng của btc đó chính là tăng block size tăng dung lượng lốc lên các bạn nhưng mà nếu tăng dung lượng lóc đó thì thuận lại lo lắng là chúng ta một lần nữa lại có một cuộc chiến như là năm 2016 như các bạn cuộc chiến liên quan tới dung lượng lốc. lại một lần nữa có thể xảy ra à nhưng mà tôi nghĩ là đó là điều mà cần phải có các bạn nếu như mà BTC chỉ là một cái mạng lưới dùng để mà di chuyển tài sản mà thôi hay là lưu trữ tài sản thì thường nghĩ là BDC bây giờ đó cũng coi như là ổn rồi nhưng mà nếu như mà BDC thật sự là có những công dụng khác sau này tại vì chúng ta thấy được là trong vòng mấy tháng qua có sự hiện của Oino rồi chúng ta có BC 20 trong những ngày tới đây chúng ta cũng không biết là sẽ có thêm gì uh, sẽ xuất hiện trên mà lưới của BTC nữa nhưng mà thuận đó thì uh, có cái tư tưởng là chúng ta hãy để nó tự nhiên nếu như mà có thêm nhu cầu và cái nhu cầu này là đến từ cộng đồng thì chúng ta nên để cho tự nhiên và chúng ta nên có một mạng lưới mà nó hỗ trợ những nhu cầu này Thường nghĩ là cái con đường mà nó không hợp lý hơn là nếu như chúng ta có một số người họ cùng nhau chống đối BC20 và những cái NFT Trên mạng lưới của BTC Những người mà có cái tư tưởng chủ nghĩa Bitcoin như là BTC chỉ được dùng cho những điều này mà thôi Còn những điều khác đó là không được có trên mạng lưới BTC Và họ cùng nhau Harford BTC và sau khi họ Ford thì cái giao thức mới sẽ cấm phát hành những cái BC20 hay là NFT này Tôi không nghĩ đó là cái sự lựa chọn tốt đâu. Tôi nghĩ là cải tiến mạng lưới để hỗ trợ những cái nhu cầu sử dụng mới của BTC à, là cái con đường nó tốt hơn đối với Thuận. Và khi mà chúng ta có một cái hai phút như vậy đó thì cũng chưa chắc là mọi người sẽ ủng hộ lại dẫn đến là chuỗi sẽ bị tắt rời nữa các bạn. Và khi mà chuỗi tắt rời như vậy thì sẽ mất đi một phần của cộng đồng cũng giống như là chúng ta đã thấy cái tình hình của Bitcoin, Bitcoin Cash. Đó là những gì mà tôi nghĩ là sẽ nói tới nhiều trong thời gian tới đây các bạn. Đây là một cái vấn đề nó không phải liên quan đến là các bạn có nên nhào vô đầu tư BC20 hay là không mà thằng nghĩ là chúng ta cần phải nên suy nghĩ đến là những gì xảy ra nếu như mà nhìn về mặt tích cực đó thì chúng ta có thể thấy nó có thể thúc đẩy BDC như thế nào các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới còn về sàn binance thì có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi thuận liên quan tới là có cái thông tin là có nhiều bdc đột nhiên rời khỏi binance thì có đáng lo lắng hay là không thì các bạn thấy được là binance cũng đã đứng chính là có rất là nhiều bdc đã được di chuyển vào một cái ví khác đây là một trong những cái động thái liên quan đến cái ví nóng và ví lạnh họ thay đổi địa chỉ ví cho nên họ cần phải di chuyển chứ không có phải là cái số lượng đồng này rời khỏi sàn Binance đó là cái đứng chính đến từ sàn Binance và chúng ta cũng có những cái thông tin nổi bật khác ngày hôm nay à, các bạn được là một lần nữa đó thì Janet Yellen lại tiếp tục lo lắng nói là chúng ta cần phải có nợ trần tăng lên à, nếu như mà không có nợ tăng lên thì sẽ dẫn đến một cái tai họa kinh tế các bạn đương nhiên đây là điều mà Janet Yellen cũng à, đã lo làng trong mấy ngày hôm nay rồi Tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có nghe thông tin gì liên quan tới cái cuộc đàm phán của nợ trần hết Chúng ta chỉ ra biết là ngày mai thì Tổng thống Joe Biden cuối cùng cũng sẽ họp với lại bốn người đứng đầu của quốc hội để mà đàm phán về nợ trần Đến bây giờ đó thì bên Nhà Trắng vừa nói là sẽ không có muốn cắt giảm bất cứ một chi tiêu nào Chúng ta hãy xem coi là cuộc đàm phán này sẽ đến đâu quan điểm của thuận đó thì sớm muộn gì cũng sẽ được nâng lên mà thôi các bạn và đương nhiên nếu như mà bất cứ ai nghĩ là hoa kỳ sẽ vỡ nợ thì đó sẽ không xảy ra thôi các bạn đối với thuận và cái chúng ta thấy bây giờ đó là một hiện tượng chính trị mà thôi hai bên đảng cộng hòa và đảng dân chủ đó họ đang giằng co với nhau xem coi là ai sẽ là người sợ và sẽ chiều lui về một bước chứ còn cả hai bên đều muốn nâng nợ trần hết và hôm nay cũng có một cái clip được nhiều người share các bạn đây là một cái clip uh, liên quan đến cái cuộc họp cổ đông ngày hôm qua của berkshire hathaway của warren buffett tôi cũng đã chia sẻ một vài thông tin liên quan tới cái cuộc họp cổ đông này rồi nhưng mà à, phần lớn đó mọi người đều hỏi về ai đều hỏi về nền kinh tế nói chung nhưng mà không có ai hỏi về hiện tượng mà chúng ta nói tới rất nhiều trên channel này đó chính là việc đồng đô la cái vị thế đồng đô la bây giờ ở trên thị trường tài chính quốc tế như thế nào có còn là một đồng dự trữ quốc tế sau này hay là không lỡ như mà không còn nữa đó thì tình hình sẽ như thế nào hầu như không ai hỏi hết ngoại trừ một người các bạn đây là một cổ đông rất trẻ tuổi chỉ 13 tuổi mà thôi và đây là một cổ đông mà thường nhớ năm nào cũng đến hết và đây là lần thứ sáu cái người này đến họp cổ đông rồi có nghĩa là cổ đông từ khi mà chỉ mới 7 tuổi mà thôi thì cái câu hỏi của cô này y như những gì mà chúng ta thường hay nói đến channel này về vị thế của đồng đô la hầu như là ngoại trừ những trang web mà chuyên về crypto ra đó những trang web tài chính lớn hầu như không muốn nói tới điều này các bạn và những cái người phóng viên đó hầu như cũng không muốn đề cập đến vị thế của đồng đô la là như thế nào có nên lo lắng hay là không? Thì cái cô này đã hỏi trực tiếp Warren Buffett và Jay Monger về việc là nếu như mà đồng đô la không còn là tiền dự trữ thế giới nữa, mất đi vị thế của mình thì công ty Berkshire Hathaway đã có những chiến lược gì lợi như đó xảy ra. Thì Warren Buffett đã là người mà trả lời câu hỏi này các bạn. Nói chung đó thì thường cảm thấy là Warren Buffett cũng không có trả lời trực tiếp đâu. Nói chung thì Warren Buffett nói là không có nghĩ đến sẽ có một thế giới mà đồng đô la không phải là đồng thống trị giao dịch trên quốc gia không phải là một cái đồng lưu trữ của quốc tế cho nên công ty Berkshire Hathaway chưa bao giờ nghĩ đến điều đó và cũng không có chiến lược liên quan đến lợi gì đó xảy ra đối với lại Warren Buffett điều đó không thể xảy ra đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa đó là Warren Buffett nói là nếu như mười điều đã xảy ra thì ông ta thực sự cũng không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa ông ta cũng không biết là với những hành động hiện bây giờ liên quan đến là chi tiêu của quốc gia liên quan đến nâng nợ trần liên quan đến nợ của quốc gia đó thì đồng đô la có thể là tiến xa tới đồng nữa ông ta cũng không biết luôn nói chung đó, tất cả chỉ là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi và đây cũng là điều mà Thường muốn chia sẻ với các bạn rất là nhiều trên channel này các bạn thấy được là mọi thứ chúng ta biết bây giờ đó đều là một cuộc thử nghiệm hết những gì chúng ta biết liên quan tới tiền pháp định liên quan đến nền kinh tế vận hành ra sao tất cả đều dựa theo những lý thuyết và mỗi quốc gia thì áp dụng có thể là lý thuyết khác nhau có thể là cùng một lý thuyết nhưng mà họ áp dụng một cách khác nhau các bạn dẫn đến là kết quả khác nhau tất cả đều là cuộc thử nghiệm hết Hoa Kỳ áp dụng một cách dẫn đến là Hoa Kỳ có thể trở thành một nền kinh tế mạnh ngày hôm nay ở trong clip này đó thì Warren Buffett nói về cái lý thuyết liên quan đến Keynesian economics à, thì để hiểu đơn giản đó trước đây rất lâu rồi các bạn thì có rất là nhiều kinh tế gia tin cái khái niệm là free market nghĩa là một cái thị trường tự do và mọi người lúc đó nghĩ là thị trường tự do là thị trường tốt nhất khi mà thị trường tự do rồi đó thì người giỏi sẽ kiếm được tiền và người không giỏi sẽ bị loại bỏ, công ty giỏi sẽ càng ngày càng lớn mạnh và công ty không lớn mạnh à, thì sẽ bị loại bỏ và cứ như vậy đó thì à, thị trường sẽ phát triển một cách tự nhiên và rất là tốt tại vì à, những công ty mà giỏi có sản phẩm tốt thì họ lớn mạnh họ sẽ mướn người và mọi thứ sẽ từ từ nâng lên như vậy và free market kinh tế tự do là nền kinh tế tốt nhất để cho một quốc gia có thể phát triển và và thịnh vượng tại vì những người nào mà muốn có việc làm thì miễn là họ có tài họ sẽ có việc làm hay những người mà không có tài thì họ sẽ tự phải chấp nhận một cái mức lương thấp hơn nhưng mà cũng sẽ có việc làm thì mọi người sẽ có việc làm đó là cái cách suy nghĩ liên quan tới free market thị trường tự do nhưng mà sau này đó thì lại có thêm một cái lý thuyết khác nữa có tên là Keynesian Economics thì lý thuyết này nói là không nền kinh tế không có phát triển đơn giản gì đâu nền kinh tế là cái sự ảnh hưởng giữa rất nhiều yếu tố và ngoại trừ chúng ta nói tới yếu tố của người dân chi tiêu như thế nào rồi chúng ta nói tới là những cái công ty những cái thương nghiệp họ chi tiêu ra sao nhưng mà cũng có sức nhiều rất lớn đến từ chính phủ chính phủ chi tiêu như thế nào tất cả những điều đó đều ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và cái yếu tố lớn nhất đó chính là yếu tố chi tiêu miễn là chúng ta có cái sự chi tiêu của phần lớn của nền kinh tế sẽ dẫn đến là kinh tế sẽ phát triển và đặc biệt đó là vai trò của một chính phủ chi tiêu như thế nào để kích thích nền kinh tế và chính phủ chi tiêu càng nhiều miễn là những cái yếu tố khác đó không thay đổi thì nền kinh tế sẽ phát triển. Đó là cái suy nghĩ chung của Keynesian và đó cũng là cái vấn đề chúng ta thấy ngày hôm nay liên quan tới là nhiều chính phủ chi tiêu rất là nhiều để mà kích thích nền kinh tế. Nhưng mà đó cuối cùng cũng chỉ là một lý thuyết mà thôi các bạn. Rồi những cái nơi mà tin tưởng như quốc gia mà tin tưởng lý thuyết này đó họ dùng đó để mà áp dụng vào nền kinh tế và kết quả ra sao thì tùy theo cái cách mà họ áp dụng nhưng mà kết quả bây giờ cũng chưa hẳn là kết quả cuối cùng các bạn 10 năm sau 100 năm sau ra sao thì cũng không ai biết đó chính là điều mà mà phải nói đây thật ra tất cả chỉ là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi à, và các bạn thấy được là một trong những điều mà nhiều người thường hay chỉ trích crypto đó chính là tất cả những gì mà chúng ta thấy bitcoin Ethereum nó toàn bộ chỉ là thử nghiệm hết không đáng tin nhưng mà thật ra trong đời sống hiện bây giờ đó cái cách mà một ngôi cha vận hành cái cách mà một nền kinh tế vận hành phần lớn cũng dựa lý thuyết mà thôi các bạn rồi chúng ta có một số những thông tin khác nên tôi muốn chia sẻ nhanh với các bạn trước khi mà kết thúc video này thì chúng ta có một thông tin khá là bất ngờ à, đối với thuần đó là sàn Bitrex đã khai bảo vệ phá sản chapter 11 bất ngờ đó, tại vì uh, Thuận không có nghe nói tới sàn này gặp vấn đề hết, các bạn. Chúng ta chỉ biết là sàn này đã quyết định rời khỏi Hoa Kỳ rồi sau đó bị SEC kiện. Bây giờ họ lại khai bởi vì phá sản uh, và sàn này là một sàn mà đã rồi rất lâu rồi, các bạn. Từ năm 2014, cho nên cũng khá đáng tiếc. hồi xưa đó khi mà Thuận tham gia crypto đó thì chúng ta chỉ nghe nói tới Bitrex, Poloniex, Bitrex, Poloniex mà thôi, không có sàn Binance bây giờ. Cho nên Bitrex là một trong những sàn mà rất nhiều người biết đến, nhưng mà bây giờ họ cũng đã khai bởi vì phá sản rồi. Công ty Bitrex họ nói là họ có khoảng chừng là một 100 ngàn chủ nợ à, Cái tài sản của họ đó thì khoảng là 500 cho tới 1 tỷ đô la hiện bây giờ Nhưng mà cái nợ của họ thì cũng có đó 500 triệu tới 1 tỷ Nói chung đó thì dựa theo thông tin bây giờ chúng ta cũng không biết được là họ có thâm hụt chủ nợ hay là không Tại vì ước tính sơ bộ đó thì cái số lượng tài sản của họ cũng ngang bằng với cái số tiền mà họ thiếu những chủ nợ cho nên có thể là đây cũng không phải là một cái à, vấn đề lớn dẫn đến là nhiều chủ nợ sẽ phải bị lỗ đâu nhưng mà chúng ta sẽ chờ thông tư chính thức như thế nào chúng ta mới biết được. Rồi, chúng ta hay được là Brad House là CEO của Ripple đó thì trước đây đã nói là công Ripple đó ước tính là sẽ chi ra 100 triệu đô la để à, có thể chống đối với lại SEC trong vụ kiện. Nhưng mà bây giờ con số đó đã nâng lên gấp đôi các bạn. Con số mà Brad Galenhouse nói là có thể tốn tới 200 triệu đô la trong vụ kiện này khi nào mới kết thúc thì không biết các bạn lúc nào chúng ta còn nghe nói là sắp rồi sắp rồi nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta thấy là hai năm trôi qua vẫn chưa có hồi kết hy vọng là trong năm nay chúng ta thấy được là bitcoin conference năm nay bitcoin 2023 sẽ có một cái nhân vật rất đặc biệt đó chính là lần đầu tiên chúng ta có một ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đó chính là John F. Kennedy Jr. sẽ đến dự lễ hội tiền điện tử ở Miami và sẽ là một diễn giả các bạn thấy được là đây là một trong à, những cái dấu ấn là BTC ngày lại càng trở thành một phần mà được chính trị rất là quan tâm. À, nhưng mà nếu như mà nói thật lòng đó thì à, có phải nhiều người ủng hộ Robert F. Kennedy hay là không thì à, hiện bây giờ cũng không đâu các bạn. Thật ra cái ứng cử viên nếu như mà chúng ta nói tới đảng Cộng hòa mà không nói tới cựu Tổng thống Donald Trump mà được nhiều người quan tâm đến đó chính là Ron DeSantis và đây cũng là một trong những người mà có sự ủng hộ liên quan đến crypto các bạn và rất chống đối CBDC. À, thì đây là thống đốc hiện tại của tiểu bang Florida Và tuy là chưa có chính thức công bố là sẽ ra ứng cử tổng thống à, trong nhiệm kỳ kế tiếp Nhưng mà Ron DeSantis cũng là một trong những người mà đã ra nhiều dấu hiệu là sẽ tuyên bố bất cứ ngày nào Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nghe trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.